Tiếp theo sẽ là câu hỏi đến từ một khán giả có số điện thoại là 0164 và số cuối là 441 đã gọi điện về chương trình và hỏi với nội dung như sau. Nhà tôi có vườn cam 3 năm tuổi, đã thu hoạch, có biểu hiện là các quả có đốm màu nâu sần sùi, lá vàng, rồi rụng, quả bị thâm và thối, quả thì bị nứt đôi, nhánh con có nấm màu xám lan ra, hỏi nguyên nhân và biện pháp khắc phục. Vâng, thưa khán giả, mời khán giả lắng nghe những tư vấn của chuyên gia dành cho câu hỏi của mình. Vâng, thưa khán giả và thưa bà con, ở đây cái câu hỏi này thì có mấy cái vấn đề như sau. Một là vườn cam hiện nay thì đã thu hoạch, nhưng mà các cái biểu hiện của các cái quả đây là thu hoạch rồi là không có dùng thuốc nữa đâu, mà đây những cái tư vấn này của tôi là để cho bà con cho những cái mùa sau, bởi vì bây giờ đã thu hoạch hết rồi. Mà khán giả là nêu ra là trên quả nó có cái biểu hiện đốm nâu sần sùi. Đốm nâu sần sùi là cái biểu hiện của cái quả là bị ghẻ do nấm gây hại. Do nấm gây hại là cái thứ nhất. Cái vàng lá rụng lá cũng là bệnh nấm đi liền với cái quả ghẻ. Quả thì có thể là nó kèm theo cái triệu chứng vàng lá này, rụng lá này. Nhưng quả thâm và thối thì đấy là lại là một cái triệu chứng khác. Thâm và thối thì nhiều nó là do cái bệnh thán thư gây ra. Rồi quả bị nứt đôi. Nứt đôi là gì? Nứt đôi là cái biểu hiện của cái cây mà đã được bón quá nhiều dinh dưỡng, trong đó có đạm nhưng mà lại không đủ canxi. Thì ra là quả nó kém, vỏ quả nó kém và nó nứt. Còn một cái nguyên nhân nữa là làm quả nứt nữa là cái quá trình mà mưa nhiều, nước mưa nó thấm xuống đất và nó tiếp xúc với rễ, nó hút được nhiều nước lên. Quả, cái diện tích quả thì ở trong thì phát triển nhanh, nhưng ở vỏ thì không phát triển kịp, thế làm nó nứt quả. Thì đều là liên quan đến vấn đề thời tiết, mưa quá nhiều, hoặc là vấn đề dinh dưỡng không cân đối, đạm nhiều mà lại thiếu canxi, thiếu magie, thiếu các yếu tố vi lượng. Thì bà con lưu ý cho tôi là bón phân chuồng nhiều hơn, không bón phân đạm nhiều. Đấy là sẽ giải quyết luôn cả cái vừa là cái phòng bệnh, nhưng vừa là giải quyết cái dinh dưỡng mà khỏi nó nứt quả. Đừng bón phân đạm nhiều, là đạm hóa học nhiều, mà bón bằng các cái phân chuồng. Sau đó đến thời kỳ nuôi quả, bón bằng cái hạt đậu tương, hạt ngô, để nó vừa cung cấp được đạm cho cây, vẫn đủ đạm cho cây, nhưng mà nó lại tích lũy đường rất là cao. Và cái quả mà được bón bằng cái phân này thì quả chất lượng rất tốt, ngọt rất đậm, cây không bị bệnh. Đấy. Và còn lưu ý cho tôi là tất cả các cái chăm sóc, cái cung cấp dinh dưỡng đều liên quan đến bệnh đấy. Cho nên bà con cần lưu ý những cái khuyến cáo của chuyên gia để mà thực hiện cho nó tốt. Ngoài ra thì còn một cái vấn đề nữa là những cái năm mà mưa nhiều, bà con nhớ cung cấp thêm cái vi lượng qua đường bón phân qua lá, là phun các cái nano bạc, nano đồng hoặc là nano carbonate canxi qua đường lá. Nó vừa là điều trị bệnh, vừa là cung cấp thêm cái canxi cho cây. Đấy. Thì những cái năm mưa nhiều thì bà con lưu ý để bổ sung cái canxi hoặc là các cái vi lượng để cho nó cây nó phát triển cân đối và nó không, bởi vì mưa nhiều thì vừa cung cấp đạm, tức là nó đã làm nó lệch dinh dưỡng cho bản thân, cái mưa nó đã làm lệch dinh dưỡng của ta rồi. Đạm nhiều mà trong khi nó lại rửa trôi mất cái vi lượng của ta. Đấy, cho nên dùng đạm nhiều thì phải cung cấp giả vi lượng cho nó, chứ nó không tránh cái rửa trôi cung cấp qua lá. Còn bón vôi thêm để cho nó cung cấp canxi cho cái vỏ quả, nó không làm nứt. Đấy, thì tất cả những cái đấy. Còn khi mà có triệu chứng bệnh thì chúng ta
đối với cái thâm quả và thối quả này thì chúng ta dùng các cái thuốc khác, ví dụ như là cái đây, dùng cái thâm quả và thối quả đấy là nó bị thán thư, cho nên là chúng ta buộc phải dùng đến những cái thuốc trị thán thư như là difenoconazole, propiconazole, hoặc là clorothalonil hoặc là propinef, một trong bốn cái hoạt chất này đấy, và phun ít nhất là 2 lần cách nhau 7 ngày. Và tôi lưu ý là đối với cái bệnh thán thư, nếu mà phun trước cái giai đoạn thu hoạch thì buộc chúng ta phải cách ly đủ 7 ngày, đủ 14 ngày mới được thu hoạch quả, để cho không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ở trên quả. Nó là cái sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng.